ăn khai là gì nì nì ăn mô xuân rải bị nò người khảo mô đùng lè bị mà ở má lô tình cá tuổi nóm nói ơi phiên mộ mà ở lần chúng mà sừng mà lo ha cana na đại đi nè mường hậu lo có mường đại du đi nó nè phú hổ văn mình hậu đi nè chàng bó sòn thở dướn mường hậu mà thế na bé hà ơi vả tiền nòng chẳng hin văn hóa nè văn nghề lo bên căn ơi tôi là thầy Thiên. Thầy Cổng Tổ Tiên Thiên thì tôi cũng cứu được anh em, cứu được người ốm, người đau, giải được hạn. Hàng năm con nuôi cũng liên tả ơn. Báo cho Thiên là thế nào đấy, mừng Thiên xuống trần đi lấy kinh pang cho con cháu mừng một tí. Đấy, con cháu bây giờ cũng nói ra thì cũng khỏe rồi. Đấy, làm ăn cũng được rồi. Con nuôi của Thiên ấy nó là lúc kinh tang này là nó phải đến hết. Mùng 10 tháng 3 nó cũng then kinh bang. À, mùa đấy là mùa măng nó mọc, mùa hoa nó nở. Đấy là không then cũng kinh bang cái mùa tháng 3. Với là thứ ba nữa là ngày 14 tháng 7. Nên mừng với dân làng bán làm nương làm ruộng đấy. Lúc đấy thì thóc gạo chín rồi, ăn thóc mới rồi. Gạo cốm mới rồi thì ăn mừng thóc mới. Đấy, đấy cũng kinh pang. Đấy, cái làm lý này nó không có cái pang này nó không làm được. Phải đi tìm được cái pang mới được, dùng được cái lý. Khổ lắm, chặt cái cây này rất là cứng. Con em bị ốm ấy, thế là đêm thì cháu cứ hay khóc nhè, thế là em lên để thầy mới buộc cái sợi chỉ đen vào cổ tay này cho, thì đêm về thì cháu không khóc nữa, là từ đấy mình trở thành con nuôi của thầy. Em thì em bị đau bụng, xong là em đi khám bệnh viện, nhưng mà đi chụp, đi chiếu, đi soi để mình tự sao tại sao mình lại đau bụng, nhưng mà em đi khám các thứ thì cũng không có việc gì, không sao. Xong là em lại về nhà, xong là thế thì em cũng mới đi xem với thầy mới bảo là em là kiểu mình đi ra đường ấy thì mình cái vế mình không tốt, xong mình kiểu như dính tà ấy, theo cái phong tục của người Thái nó như thế. Xong là
em lên cho thầy xem thì thầy mới giải cho, xong là cũng lấy cái dây chỉ đen đấy buộc tay, xong là xong mình lên làm đón thầy đi làm lễ cho ở nhà ấy. Thì mình mổ gà, mổ lợn các thứ mình làm lễ, xong là tự dưng em khỏi thật. Thế là từ đấy là em cũng trở thành con nuôi của thầy ạ. Chiều sẽ khẳng khề nè nè nè. Cái làm lý thiên này nó phải có cái tiếng tấu này. Tiếng tấu này là đánh đàn, tiếng tấu nó có tác dụng là gọi hồn. Những người hồn xấu hay ốm hay đau tôi làm thiên này phải có cái này để gọi hồn về nhập vào. Hát đối đáp này, đám cưới này hay là ngày tiết ngày gì cũng phải có cái đàn này. Cái này là cái đàn này để lúc nào sướng vui nên phải có cái này. Và cả chơi gái cũng phải có cái này cơ, không có cái này con gái nó là không yêu. Còn cái khăn này, cái này này thì chỉ có đi múa đi xẻ giao lưu nó không phải có. Mà thứ hai nữa then súng trần đấy cũng phải có cái dây này để đi múa đi xẻ. Thời xưa thì nó có cái thắt lưng xe này này, thắt lưng con gái này nó thắt vào để mặc áo cốm vào đây là rất là xinh đấy. Tăng ký điện lúc làm lý phải có cá này nó là nó có tác dụng là gọi hồn. Những người nào hồn xấu, hồn không tốt hay ốm hay đau lúc thì tạ ơn thì phải có cái cá này treo để gọi hồn. Đấy là cho nên nó không thiếu được cái cá này. Thế là sống trần này lấy cái chuối này. Những cái này thì một ống là một ống thịt, một ống cá nữa. Thế bỏ ở đây để giữ hồn. Cái này là cái pang để đặt là làm lễ then sống trần. Đấy, những cái tượng trưng này là cái còn này để báo cho then để biết sang năm mới. Chim én này này. Đấy. Thì báo cáo cho dưới trần gian làm ăn cho nó phát tài. Cái này là làm cái những cái tượng trưng này giữ hồn, cái nhà hồn. Cái nào không tốt thì phải đi cho then đi sửa cho để cho người dưới trần gian cho nó khỏe. Một con người nó 60 hồn. Ai làm lý mà không có 60 hồn là không phải làm lý. Người nào mà hồn mà không tốt thì phải mổ lợn. Mổ lợn xong mới cho cái hồn người ốm đau đấy ăn. Đấy đương nhiên nó khỏi ra. Then kim bang mục đích là mừng năm mới. Năm mới các con phải tạ ơn then cứu được, giải hạn được, làm ăn cũng được, nuôi trâu nuôi bò cũng phát triển ra thì cái những lưu lệ về xuống tạ ơn về mừng với then. Ăn ở đây vô đi lô lệ kim đi ba lầm xe thú lo nơi. Lỗ lì hào đáy vô đi bà lông cùng lệ kinh ơn dù. Vì máu lỗ nơ lỗ lì nê dù. Vì lâu mì cái mà thải lỗ.
hát về cái lý này không biết sáng tác được, này nó có một đường nó liền tất cả người làm thiền đều ở chung một con đường đấy, đường lên trời là đúng một con đường, nó ở đằng sau tôi. Tôi đang làm lý thì tôi ra đến cái chỗ điểm này này, cái khu vực này này, cái khe này này, suối này, núi này nó đã biết rồi. Ăn pan kín nhà kín là để quân mầm pan trà pan nhà kín đài trời cần sang áo khoăn để nó nu liền bị mang hờ mà không mơ hơ mà để bằng cả so bay hiền cái hiền cá ba bay hê hê mang lăng bằng bằng nà bị khá lệ bị chỉ phú lệ là nên nữa ổn nữa lúc con người ốm đau này tôi cũng phải mời cái then xuống bàn thờ để giúp những người ốm người đau. Làm lý này nó không có đủ thủ tục nó bị điên luôn, con cháu nó sẽ chết sớm. Then cưới ngựa xuống đấy là cái quả chuông này, quả trứng này để nhập hồn đấy, nhập hồn then vào để cho ông then ấy nói ra là hồn người cũng nhập vào đây, người ốm người đau như thế nào nó nhập vào cái quả trứng nó sẽ nói ra hết. Lúc vào ngủ đấy cháu nó có hay bị giật, bị hay khóc đằng ban đêm, thế nó cháu đấy nó không khỏe là cùng đưa cái cháu xuống, thế tôi để xem cái áo cho nó ra để nó có còn có cháu nó đấy chết non chết để non chết non mà để nó bị quấy nhau, quấy hồn với nhau, nó hay khóc ban đêm. Đấy là tôi là buộc cái chỉ đấy cho về nhà này ngủ đây này. Đêm nay là hết khóc luôn đấy. Tiếng Thái gọi là sử lũ liền, sử lũ liền đấy, áo những người hay ốm hay đau ai bị treo nó cũng khỏi hết mà khỏe hết đấy, thì cho nên mới không bỏ cái phong tục này được. Lúc then xuống trần để báo then phù hộ cho những người áo là nó để ở đây thì hồn nó không đẹp, để cho thiên đấy là cùng với thầy là phụ hộ giữ cái hồn cho. Nó
mua phần lạ như nào? Hả? Phần hải rồi. Chân ạ? Có sáng phần là lu và tá làn gì này, cứ đừng miếng miếng nồi miếng nè này, phần hải này, cứ đừng chửi cướp kiểu nhá, tăng làn da nè, cứ nghỉ đi. Phong phong này anh nọ, sứ này nọ. Ồ, bà hỏi cả. Nhạ. Con cháu nó ốm yếu nhiều quá, da mặt xanh xao, lúc nào cũng ốm cũng đau. Đến ở đây thì chỉ cái chỉ đen chỉ cái dữ buồn thôi. Tiếng Thái là gọi là mê đâm mông sải bà đái mông thiêng. Mê đâm tá ngân po bà đón tá ngân khám. Ngân khám ba đấy mê đâm lên con sải bà đái lên khen khoa. Điểm bán phu như bày, điểm mày phu nhà liền. Tức là chỉ đen này nó buộc vào này, nó không đi đâu được nữa. Để cả nhà này gọi là sum họp ở trong một nhà. Với bố, với mẹ, với bố, với con, với cháu, với chít. Nhà bày hơn hải xíu. Bát hơn màn. Trước không làm lý, không có cái dây đấy là đi là ốm luôn. Người ta này là hay là đám ma này. Người ta chết thế nọ thế kia rồi vào trong nhà người ta là bị luôn. Những người đấy đấy. Mà có cái dây đấy là buộc vào nó là không có cái gì cơ. Đi nó chả ốm chả đau gì. Tôi đã đi cứu người bán nổ bán kia, kiểu nó lôi cuốn vào theo người, theo hồn. Nó là đi thế thôi, không có cái chuyện gì phải học thì việc phải làm lý. Thế về lớn lên thì đương nhiên là bố lại giao cái tổ tiên này cho này thôi. Có căn nổ, có căn nổ, có phải lên này. Nhắm cái, nhắm mù làm, muốn khoái là sẵn kinh. Thời bố thì bố làm cái chảo then. Bố bảo là khi nào bố chết đi thì bố không có chỗ ở. Thì con cứ cầm cái hình then cho bố nhé, bố mới có chỗ ở. Thế thì cầm cái hình then cho bố, tự nhiên nó lôi cuốn vào, từ cuốn vào ấy thôi. Từ khi 18 tuổi, đấy đã đi làm rồi. Thì sau rồi nó làm nhiều ra, đi khắp bản, khắp nơi đi. Làm cho ai thì nó cũng đỡ, cũng khỏe. Bản nào cũng có uy tín, nó cứ đến. Thế tôi cũng không bỏ được hết. Tôi cùng cái hình then này tôi là vào ngủ thì chỉ có vừa con tôi mới biết tôi thôi, không biết cái gì ban đêm là cũng biết hát, là biết nói lung tung để lắm lúc như kiểu người điên thế đó. Thế về sau tôi đi cứu người, để cứu tự nhiên nó hết, tôi nói gì tôi cũng chẳng biết. Bye.
của thiên ấy nó là lúc kim pa này là nó phải đến hết đấy, vì mừng với thiên xuống trần có những mố này, có xề này đấy, có mố chậu thiên này đấy, cho thiên xuống trần là nó là ý nghĩa là thiên xuống trần dưới trần gian cứu được người, cứu được anh em. Lúc thiên xuống phải mừng quỷ, quỷ lạy thiên, cũng ươn thiên. Những con đôi của thiên đã được cứu, nó nhận được hết rồi thì những con đôi phải xẻ vòng cái phang này để cho thiên nhận, thiên biết. Lúc đấy là phải ngồi cho thiên nhận, xong mới dạy mố một tốp mố là mố tiến thiên liên chửi. Thiên đã cứu được, đấy, đã phù hộ được cho con, cho cháu. Đấy, được ở liền, được là khỏi ốm khỏi đau rồi. Ăn bao phà khấn mỡ phà lè xíp bu dễ dàng mà lè bu dễ dàng điều lè bơ lo. Bọn em múa theo thầy lễ kim pang này là do thầy dạy bọn em thì bọn em mới biết múa được. Không thì mình cứ múa như thế thì nó sẽ không đúng kiểu lễ của thầy ấy. Lễ thêm kim pan thì mình có 3 điệu. Và đầu tiên thì chào then thì mình sẽ xếp thành hai hàng dọc để mình múa. Còn thứ hai là mình sẽ múa quanh cái pan. Còn thứ ba là mình múa là tiến then lên trời. Hồ ôi khám ta đỏ lò khẻ nế ao hờ lê. Khám khái lên trên trời nó phải có cái thuyền để qua cái sông, sông ở trên trời nó phải có cái này đấy, cái vải này đặt vào hết, có cá tiền để qua sông này phải đốt thuyền cho họ, những người chủ lái đấy biết thuyền là phải cắm hoa nhoài qua sông để lên mừng trời. Thiên xuống trần đấy. Bây giờ thì nó cũng phổ biến lắm rồi, cái múa thì chỉ mấy tốp múa thì thầy bảo cho thì múa theo ấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.